Hello nha anh em. Đàn quá trời đàn luôn anh em ơi. Có cái con dãy đàn trên này chưa chưa biết cách mở nữa nha cả nhà. Mở một cái nữa là lấp lánh luôn. Đó. Đàn như xe cải lương. Quá đẹp. Nó còn ở trên đó đó mà chưa biết mở ở đâu nữa. Hay là chắc có thể giục dây hay sao không biết. Đó. Trên đó mà sáng nữa một cái là thôi luôn. Này SH125CBS đời 2000 mấy quên rồi. 2020 màu xám anh em ha. Áo keo nguyên chiếc. Áo keo nguyên xe luôn. Xe này Odo mới có 6000. 6.343 cây vậy nè. À, còn rất là mới nha mọi người. Mới lắm. Còn đầy đủ đồ ha. Hai gương, hai chìa khóa. Gương đang gắn rồi. Chìa khóa thì máng như này đây. Nó cái bọc đó. Hai gương, hai chìa. Còn quá mới. 75 triệu nha mọi người ạ. Cái này cũng trong keo của tháng 4 mới. Nói chung không có gì để tả hết mọi người. 6.000 thì cốt bánh gì nó cũng không có mở đâu. Còn nguyên zin 75 triệu bao hồ sơ cho mọi người nhé. 2020 125. Không có chày chùa đâu nha mọi người ơi. Cái này keo nha. Nó chỉ chày cái lớp keo thôi. Chứ cái mình ở trong không có gì hết. Không chày chỗ nào hết. Nó có được phủ bởi lớp keo rồi. Rất là an toàn. Rồi, không có lỗi gì hết ha. Mọi người quan tâm thì alo cho bên em nha. Số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả nha. Rồi, chúc mọi người buổi tối ngày 8 tháng 3 với nhiều niềm vui. Rồi, xin cảm ơn.